Chào tất cả anh em nha. Sau đây là trận chung kết giữa hai cầu thủ Hoàng Việt và cầu thủ Thịnh Kên đánh cast 712 trên cúp câu lạc bộ FCBB thành phố Quảng Ngãi nha anh em. Rồi trận đấu mình bắt đầu. Giải các câu 3, chỉ 1 câu 2 câu bộ FCBB Quảng Ngãi và đồng số 452 câu 22 trận chung kết. Chúng tôi bây giờ giới thiệu và viên Thịnh Kên đến từ FCBB Quảng Ngãi gặp Hoàng Việt đến từ Thế Giới Villa thành phố Hồ Chí Minh để đến trận đấu. Trận đấu bắt đầu. Rồi chào tất cả mọi người nha. Sau lượt cơ đầu tiên thì cầu thủ Thịnh Kên ghi cho mình 6 điểm nha anh em. Thank you.
cả mọi người nha. Game đấu 250 điểm trên 20 lượt cơ nha em. Trong chung kết sẽ đánh 250 điểm trên 20 lượt cơ. Chào không tên nha. Hiện tại bây giờ series cao nhất thuộc về cầu thủ Trần Đình Khánh với series 197 điểm nha. Đã phá kỷ lục của giải CAS. Có tỷ lệ CAS 712 nha anh em. Yeah.
tất cả anh em nha. Sau lượt cơ thứ hai, cầu thủ Thịnh Kang ghi cho mình 34 điểm và cầu thủ Hoàng Việt 6 điểm nha anh em. Rồi, chào không tên nha, chào tất cả mọi người nha. Một trận đấu khá hay, lâu lắm rồi cầu thủ Hoàng Việt và cầu thủ Thịnh Kang với đồng đội nhau gặp nhau ở trận chung kết. Nhưng lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên giữa cầu thủ Thịnh Kang và cầu thủ Hoàng Việt đã có mặt ở trận chung kết nha anh em. Thường thì hai cầu thủ chúng ta hay đụng nhau ở vòng tứ kết và bán kết và giải cát 7-1-2 ở Quảng Ngãi đã diễn ra giữa hai cầu thủ có lối đánh nhanh gọn và rất đẹp mắt cho khán giả xem. Ban tổ chức có chơi giải thưởng cầu thủ nào ghi cho mình series 100 điểm thì được thưởng nóng 2 triệu đồng. Và cầu thủ và anh Mạnh Thường Quân, anh Tình Nguyện cũng đã tài trợ cho giải đấu với 2 mũi, 3 mũi 1,5 triệu đồng. Game đấu chung kết là 250 điểm trên 20 lượt cơ nha anh em. Cầu thủ Thịnh Kang có lối đánh rất là nhanh gọn lẹ, rất là hoa mỹ. Thank you.
Sau cái thứ tư thì cái thủ thành gan ghi cho mình 24 điểm nha anh em. Trận chung kết thật là hay vì hai cái thủ thành Ken và thủ Quang Vinh. Hai cái thủ chúng ta rất là hoa mỹ, rất là kỹ thuật.
anh em xem nhớ like và ủng hộ cho Hùng một lượt đăng ký nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Và anh em nhớ ấn vào chuông thông báo để nhận các buổi phát trực tiếp các giải đấu, những trận đấu hay. Báo về điện thoại anh em kênh miễn phí nha anh em. Anh em nào idol cầu thủ Thịnh Ken thì bấm phím 1. Anh em nào idol cầu thủ Hoàng Việt thì bấm số 2 nha. Anh em có sự tương tác với nhau, bình luận với nhau cho nó hấp dẫn nha anh em. Trận đấu nó hấp dẫn. Và Hồ Hùng cũng bình luận và chia sẻ cho anh em xem. Và thông tin đến anh em những thông tin về giải đấu cũng như là tỷ số, những tình huống bi trong trận đấu. Ok, chào Sĩ Hương. Sĩ Hương là một fan của cầu thủ Thịnh Ken. Rồi, còn ai nữa không? Ai là người tiếp theo là idol cầu thủ Thịnh Ken, bấm số 1. Idol cầu thủ Hoàng Việt là bấm số 2. Rồi, cầu thủ Thịnh Ken ghi cho mình 44 điểm. Tổng tỷ số của cầu thủ Thịnh Ken 4-4-3-6 là 80 điểm nha anh em. Trong khi đó cầu thủ Hoàng Việt mới 15 điểm. Anh em yêu ý Hùng thì anh em hãy ủng hộ cho Hùng một like. Còn anh em nào muốn theo dõi kênh Hùng để xem những trận đấu, những giải đấu hay của bộ môn Leap Cup thì anh em hãy ủng hộ cho Hùng một lượt đăng ký và nhớ ấn thông báo để nhận những trận đấu, những giải đấu hay để anh em tham khảo. Sau 3 ngày tranh đấu thì chỉ còn lại hai cầu thủ Thịnh Ken và cầu thủ của Hoàng Việt đã xuất sắc bước vào thi đấu trận chung kết của giải CAS 712 tranh cúp câu lạc bộ SPVV của thành phố Quảng Ngãi. Thank you.
kéo bén không thành công của cầu thủ Hoàng Việt. Sau lượt cơ thứ 4 thì cầu thủ Hoàng Việt 23 điểm và cầu thủ Thịnh Ken 81 nha anh em. Khởi đầu tương đối thuận lợi cho cầu thủ Thịnh Ken. Anh em chia sẻ cái đường link cho lên trang file của mình và những cái hội nhóm để mọi người được xem trận đấu chung kết giữa hai cầu thủ Thịnh Ken và cầu thủ Hoàng Việt. Cảm ơn mọi người đã và đang xem trận đấu chung kết giữa cầu thủ Hoàng Việt và cầu thủ Thịnh Ken trên kênh YouTube của Hùng nhé. Ken Hồn thì còn rất là yếu nha anh em. Cho nên mong anh em yêu quý Hồn và mong anh em yêu quý Hồn và nhớ like và subscribe đăng ký kênh ủng hộ nha, để có động lực để đi quay những giải đấu quay cho anh em xem. Một cú wicket cũng khá đáng tiếc của thủ Thịnh Ken đã để lại cơ hội cho cầu thủ Hoàng Việt. Tổng tỷ số bây giờ cầu thủ Thịnh Ken 99 điểm và cầu thủ Hoàng Việt 23 điểm nha anh em. Thank you.
trận chung kết đánh 250 điểm trên 20 lượt cơ nha anh em. Chào Khánh Kiều nha, chào tất cả mọi người, chào Tony Lê nha. Chào ông Tân nha, công việc chính của mình thì kinh doanh mua bán xe ô tô cũ nha anh em. Nhưng vì đam mê cái bộ môn lip cat này cho nên hay đi lay cho anh em xem. Thank you.
Chào em Hoàng nha. Cái cơ kiểu việc đang đi 52 điểm nha em. Trận đấu bắt đầu căng rồi em. Em đóng 250 điểm trên 20 lượt cơ nha. Chế bì có thể là con này nhé em,
cái này có thể là Big Ken ngồi vào nha anh em, để xem cơ thủ Hoàng Việt chúng ta xử lý như thế nào. Một cú Big Ken nhẹ. Quá hay, cú Big Ken khá hay của cầu thủ Hoàng Việt. Bị nằm trong là anh em, nhưng cầu thủ Hoàng Việt chúng ta đánh lấy chúng và bị ra khỏi luôn. Quá hay, quá xuất sắc cho cầu thủ Hoàng Việt. Với cú đánh gì rồi? Một cú đánh vừa rồi là đòi hỏi phải có kỹ thuật. Trận chung kết sự cống hiến của hai cầu thủ Thịnh Kem và cầu thủ Hoàng Việt. Một trận chung kết trong mơ nha này. Trận chung kết mà nhiều người rất là hằng mơ ước. Hai cầu thủ có lối đánh rất là đẹp mắt. Đã lâu lắm rồi cầu thủ Thịnh Kem đã không tham gia giải đấu, và gần đây nhất thì anh có tham gia một cái giải cấp 472 ở Đắk Nông và anh đã không thành công, và giải cấp 712 ở Quảng Ngãi. Hôm nay thì anh đã thành công và anh đã bước vào trận chơi trận chung kết gặp cầu thủ Hoàng Việt. Chào anh chuyên nhánh Biên Hòa nha. Đúng rồi, cái cây cơ của cầu thủ Hoàng Việt là một cái cơ mắt chim nha. Nếu như anh yêu mến cầu thủ Hoàng Việt và anh thích cây cơ đó thì anh có thể liên hệ với cầu thủ Hoàng Việt để mua lại cái cơ đó. Vì Hoàng Việt cũng là cũng mua bán cơ và bàn pizza nha anh em. Anh em nào yêu quý cầu thủ Hoàng Việt thì mua ủng hộ cho cầu thủ Hoàng Việt. Những cái cơ của Hoàng Việt đánh rất là bén nha anh em. Mình tuy mình không có mua cơ của Hoàng Việt, nhưng những cái cơ của Hoàng Việt mình có thử rồi. Mình thử mình đánh rất là bén. Mặc dù cầu thủ Hoàng Việt đánh cái đầu R thôi, nhưng mà rất là bén. Bén nốt rồi. Nếu mà anh Lâm Hoàng có thích cái cơ của Hoàng Việt thì cứ liên hệ với cầu thủ Hoàng Việt để sở hữu được cây kiếm để cái kiếm để ra đấu trường để đâm các đối thủ nha. Một cái cơ rất là bén, rất là đẹp. Cây mắt chim khá đẹp. Sống 19 điểm cho cầu thủ Hoàng Việt nha anh em. Thank you.
không có gì đâu Lâm Hoàng nha. Mình biết thì mình sẽ thông tin cho anh Việt nắm rõ. Hoàng Việt thường thường đánh đầu R nha nè, nhưng mà rất là bén. Cây cơ của Hoàng Việt đánh rất là bén. Mình cũng đã thử rất là nhiều cây cơ của Hoàng Việt rồi, đánh rất là ok. Nếu anh thích mua cây cơ thì anh cứ liên hệ với cầu thủ Hoàng Việt thôi. Anh vào Facebook, anh liên hệ với cầu thủ Hoàng Việt. Nếu mà anh muốn muốn có số điện thoại của cầu thủ Hoàng Việt thì lát nữa anh có thể, em có thể gửi số của Hoàng Việt qua cho anh nha. Mùa đời thì các cơ thủ chúng ta rất là dễ thương nha, tất cả các cơ thủ Syria, cơ thủ nào cũng rất là dễ thương, rất là vui vẻ hòa đồng. Chào anh Phan nha, cái này mình không thể cập nhật bản điểm được nha. Khi nào mình phát trên cái stream phần mềm máy tính nó mới có bảng điểm nha. Còn này mình phát trên điện thoại thôi, cho nên không thể hiển thị bảng điểm được, nên mọi người thông cảm nha. Thì muốn có bảng điểm để hiển thị lên thì nó công phu lắm, nó phải qua một phần mềm máy tính và phải cài đặt cái phần mềm đó mà đau về. Nói chung là quy trình làm cũng rất là phức tạp, chỉ cần sơ hở một chút xíu đang like là có thể bị tắt like nha nè. Cái gì nó cũng có hai mặt ấy. Mọi người chia sẻ cái đường link cho mọi người cùng xem nha. Anh em nhớ chia sẻ. Anh em chia sẻ giúp Hồn để Hồn có cái lượt tương tác với YouTube, để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Anh em ủng hộ cho Hồn chỉ cần một like thôi. Một like và một đăng ký. Và nhớ ấn chuông thông báo để nhận các buổi phát trực tiếp, các trận đấu, những giải đấu hay, báo về điện thoại anh em một cách miễn phí nha anh em. Anh em không cần phải đi tìm, vào tìm, chỉ cần là các giải đấu nào mình phát trực tiếp thì nó tự động, nó thông báo về YouTube trên điện thoại của các bạn. Thì mọi người cứ thế mà xem thôi. Mấy hôm nay đi live cũng rất là mệt anh em ạ. Như mấy trận đầu tiên vô vòng 16 là live 3 máy, 2 máy, 3 máy, rất là mệt. Trận bán kết gì rồi thì mình cũng không có bình luận vì nó mệt quá. Người nó ế ỏi. Cho nên mình để sức lại để mình live cái trận chung kết và bình luận trận chung kết cho anh em xem, cập nhật tỷ số, thông tin trận đấu cho mọi người cùng xem nha. Chào thầy Cường nha. Thầy Cường là một thầy giáo rất là đam mê bida nha anh em. Thầy Cường cũng là một fan của hâm mộ của thủ Thịnh Kên. Mệt lắm thầy ơi, vất vả lắm.
delay, vừa rồi delay mấy cái giải ở Quy Nhơn rồi ở Quảng Trị, tốn chi phí rất là nhiều. Rồi lay ở một cái giải ở Luxury cũng mất cái sự di chuyển, nên là rất mệt mỏi, nhưng mà cũng vì đam mê cố gắng. Lay cho anh em xem, lay cho anh em, anh không có điều kiện để đi tham gia giải để đi xem được. Mê quá, vì đam mê quá. Chắc có lẽ là Bicon. Con thì có thể tích kê. Dạ, đúng mất luôn thầy Cường ơi. À, không đông lên. Hôm bữa mình đi lay cái giải ở Luxury á, mình có đeo cái nhẫn trên sợi dây chuyền á, thì nó rất, trong lúc mình đứng lên lay để bình luận á, thì nó rất cái nhẫn xuống với cây lay chim á, còn cái dây chuyền có thể đeo trên cổ, nhưng mà mình bước lên bước xuống bằng visa thì có thể nó rớt khu vực đó, chắc chắn là có người lượm được. Thì lai một cái giải đấu thì thường thường một cái giải đấu thì mình lai tầm khoảng, nói thật sự mình lai một giải đấu thì tầm khoảng có 10 đô đến 15 đô thôi. YouTube nó trả cho mình 15 đô thôi, nhưng mà chi phí rất là nhiều. Thì công việc chính của mình không phải là YouTube nha anh em, vì đam mê thôi. Công việc chính của mình là mình kinh doanh về lĩnh vực khác. Nói chung là đi ba cái giải vừa rồi là đứt hết 50 chai. Ba giải gần đây là tốn cũng tầm 50 chai, nhưng mà YouTube trả mình được có mấy chục đô. Xin chúc mừng cầu thủ Hoàng Việt đã ghi cho mình 100 điểm. Sorry, 100 điểm và được thưởng nóng 2 triệu đồng từ chủ nhiệm câu lạc bộ Bia FCBB thành phố Quảng Ngãi. Chào Đông Lê nha. Thì nếu mà đi like thì có động lực từ anh em ủng hộ, được xem, được view, được like và được đăng ký thì nó mới tạo được cái động lực cho mình đi. Chứ thật sự là bỏ việc công việc nhà hay là công việc cá nhân rất là nhiều, cũng vì hai chữ đam mê mà ảnh hưởng rất là nhiều nha anh em. Một khi mà đam mê nó trỗi dậy thì không có gì mà ngăn cản được. Thank you.
112 điểm cho cầu thủ Hoàng Việt nha anh. Một series khá đẹp. Trong khi đó tỷ số của cầu thủ Thịnh Kên là 99 điểm, cầu thủ Hoàng Việt 23 điểm. Và anh đang ghi cho mình 112 điểm. Đã vượt mặt điểm số của thủ Thịnh Kên. Chào anh Tuấn nha. Tỷ số cầu thủ Thịnh Kên 99, cầu thủ Hoàng Việt 23. Và cầu thủ Hoàng Việt đang đi cho mình series 120 điểm. Trăm 127 điểm cho cầu thủ Hoàng Việt nha anh em. Một series khá đẹp của cầu thủ Hoàng Việt. Thank you.
pha điều vi khá đẹp của cầu thủ Hoàng Việt. Cú đẩy nhẹ để chắn về rất là rõ ràng. Là cái được không? Không đạt. Trăm ba mươi chín điểm cho cầu thủ Hoàng Việt. Một lực cơ khá đẹp. Sau hết lực cơ của cầu thủ nào thì mình sẽ cập nhật cái tỷ số cho anh em xem nha, anh em được rõ nha. Hoàng Việt đang đi 144 điểm rồi anh em. Xỏ lỗ xem cái thủ cắt luôn, cú cắt qua luôn như này. Cú cắt đá đồi khá đẹp.
256 điểm nha anh em. Để xem cầu thủ Hoàng Việt có phá series của cầu thủ Trần Mạnh Khánh được không. Series của Trần Mạnh Khánh là 197 điểm. Tỷ số của Hoàng Việt là 173 rồi nha anh em, 172 rồi, tổng tỷ số rồi. Tổng tỷ số Hoàng Việt là 173 và 99 điểm cho thủ Thịnh Ken. Chào em Bi nha. Chia đây. 165 là em nha. Chỉ cần 31 điểm nữa thôi là cầu thủ Hoàng Việt phá series của cầu thủ Trần Đình Khánh. Yeah.
Một series khá dài của cầu thủ Hoàng Việt, 172 điểm. Chào Hải Nguyễn nha, chào tất cả mọi người nha. Trăm tám mươi lăm điểm nha anh em, còn đẹp thế xin được. Thank you.
Lắc xe anh em nha, một cái bánh lắc xe. À, 192 rồi anh em ơi, chuẩn bị là phá series của cầu thủ Trần Đình Khánh rồi anh em ơi. Trần Đình Khánh đang có xem trận đấu này hay không ạ? 194 rồi anh em ơi. Chính thức cơ thủ Hoàng Việt phá series của cơ thủ Trần Đình Khánh. Anh em ơi, 198 điểm đã phá chính thức phá series của cầu thủ Trần Đình Khánh. Sorry, 200 điểm. Rồi, giải lao trong vòng 5 phút nha anh em. Một series 200 điểm của cầu thủ Hoàng Việt. Tiếp tục phá của 200 điểm.
cơ cấu giải thưởng giải các tại vòng hai rồi FCBB vòng hai mở rộng tổ chức của những hai vòng hai như sau: giải nhất 200.000 đồng và phúc lộ quang phúc vinh. Anh em xem nhớ like và ủng hộ cho một like nha. Nên nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Trận đấu hay quá. Một lượt cơ xuất sắc của thủ Hoàng Việt. Ok thầy Dũng nha. Ok anh em nha. Tỷ số bây giờ là 223 cho cầu thủ Thịnh, 223 cho cầu thủ Hoàng Việt và 99 cho cầu thủ Thịnh Ken nha anh em. Để xem cầu thủ Thịnh Ken này dứt điểm một mũi 151 điểm để kết thúc trận đấu hay không. Một trận chung kết khá hay, rất đẹp mắt của cầu thủ Hoàng Việt, một series 200 điểm. A Hồ Duy chủ nhiệm câu lạc bộ Gia 68 Giang Bình Dương vừa thủng nóng câu lạc bộ 100 với series 200 điểm các thủ một này. Cảm ơn Hồ Duy.
Tỷ số bây giờ là 228 cho cầu thủ 228 cho cầu thủ Hoàng Việt và 102 cho cầu thủ Thịnh Kênh nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn 3 điểm thôi em nha. Chỉ còn 3 điểm nữa thôi là cầu thủ Hoàng Việt sẽ vô địch giải CAF 712 tranh cúp câu lạc bộ FCBV thành phố Quảng Ngãi mở rộng nha anh em. Rồi, còn một nha anh em. Trận đấu sẽ kết thúc. Rồi, xin chúc.